Xin chào các bạn, ở trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn thu âm với giọng hát để thu âm với giọng hát thì bạn có thể sử dụng tất cả các microphone với các mẫu phân cực khác nhau để thu âm giọng hát. Tuy nhiên để có một bản thu tốt thì bạn hãy tìm cho ca sĩ một microphone phù hợp với giọng của ca sĩ của họ. Thường đối với những người có kinh nghiệm họ sẽ hỏi trước người ca sĩ đó là đã từng thu âm microphone như thế nào và họ cảm nhận cái microphone đó như thế nào, tốt hay tệ và họ muốn cái giọng hát của họ như thế nào để chúng ta có thể chọn một microphone cho phù hợp. Đối với nhiều chuyên gia, những loại microphone tube Compressor là những lựa chọn tốt nhất. Đối với những giọng hát rock thì bạn có thể sử dụng các microphone dynamic ví dụ như là RE20, SM75C1247S hoặc line microphone Audio-Technica 405. Chú ý rằng kỹ thuật thu âm với một người chơi đơn lẻ và một nhóm hát nó sẽ vô cùng khác nhau. Môi trường thu âm cũng rất quan trọng chú ý rằng là mức độ cân bằng giữa âm thanh của giọng hát và môi trường phải có sự cân bằng với nhau đối với những phòng thu âm đã được xử lý âm thanh tốt độ vang hoàn hảo microphone có thể sử dụng microphone đa hướng ví dụ như Omni hoặc là microphone hình số 8 điều này sẽ giúp chúng ta thu âm giải tần số tốt nhất nhưng đối với một số trường hợp thì chúng ta có thể sử dụng hai microphone một cái đặt trước và một cái đặt sau để chúng ta thu được âm môi trường điều này sẽ giúp chúng ta có thể chủ động về không gian chúng ta thu âm hơn và khiến cho giọng của chúng ta tự nhiên nhất một số ca sĩ có kinh nghiệm thì họ sẽ rất là chủ động trong việc điều tiết phụ âm nguyên âm của các từ để họ có thể là căn trồ giọng hát của họ khi thu âm tuy nhiên nếu bạn làm việc với những ca sĩ kém chuyên nghiệp bạn hãy chỉ cho họ cách các bạn có thể là xử lý giọng hát của họ một chút để chúng ta có thể thu âm một cách tốt nhất thì đối với những ca sĩ giỏi thì bạn hoàn toàn có thể làm chủ việc giọng hát của họ cũng như là là một đền minh tốt khi bạn thu âm nhưng đối với một ca sĩ tồi thì chắc chắn có một điều đó chính là không làm cách nào để khiến cho giọng hát của họ tốt lên được thậm chí họ còn khiến bản thu của bạn trở lên khó khăn hơn đối với những giọng hát không ổn định thì bạn có thể sử dụng white skin hoặc là pop filter để hỗ trợ do giọng của họ để thu âm một cách tốt nhất sử dụng microphone treo sẽ hiệu quả hơn đối với việc sử dụng microphone trên chân mic nếu mà sử dụng các chân mic để chúng ta giữ microphone thì bạn có thể đặt một mảnh vải hoặc là một miếng đệm ở dưới chân mic để chúng ta có thể giảm tiếng ồn rung truyền vào chân mic và truyền tới microphone. Sử dụng sock bao để chống va đập để tránh âm thanh truyền tới microphone khi thu âm hoặc là người khác chạm phải. Nếu ca sĩ có giọng hát nhẹ hoặc chói, tốt nhất là sử dụng microphone condenser có màng ngăn lớn hoặc microphone ribbon. Một microphone tốt chưa chắc đã cho một âm thanh tốt. Một cách dễ dàng nhất để đo khoảng cách để chúng ta thu âm với một ca sĩ đó chính là khoảng cách của một gang bàn tay hoặc là một cái nắm tay cách khó khoảng tầm từ 8 đến 10 cm. Điều này rất thuận tiện nếu như bảo ca sĩ sử dụng hai nắm tay để đo khoảng cách. Giọng hát tốt hơn nếu được thu ở trong không gian hẹp và tuy nhiên nếu thu âm trong buồng nhạc thì bạn sẽ khiến cho âm thanh bị bí và chết. Một một căn phòng có chất lượng âm thanh tốt cũng không cho âm thanh tốt bởi vì chúng bị dễ cộng hưởng âm trầm hoặc là bị cộng hưởng âm tần số cao khiến cho âm thanh trở lên bị méo mó khi chúng ta thu. Để loại bỏ các tiếng bật, tiếng môi và tiếng thở mạnh Pop, Lisp, Max, Speak Thì bạn có thể sử dụng những phương pháp sau Thứ nhất là sử dụng Pop Skin Tức là màng một màng, màng ngăn để chúng ta xử lý tiếng bật Đặt microphone ở phía trên môi để tránh hơi thở của người hát Hướng vào mic Di chuyển microphone lên trên khoảng tầm 3 đến 4 inch so với miệng của ca sĩ Hướng nó xuống miệng điều này khiến cho bản thu của bạn sẽ sạch hơn và tránh những tiếng miệng hoặc là những tiếng âm đến từ mũi nếu hiện tượng bật pop vẫn diễn ra bạn hãy di chuyển microphone ở vị trí cao hơn nữa nếu vẫn tiếp tục xảy ra những tiếng kêu hoặc những tiếng uh, khó chịu thì bạn hãy xoay microphone đi khỏi lệch trục thu bạn có thể lấy một chiếc bút và buộc nó ở trước microphone để tránh những tiếng bật đến từ người hát. Bình thường khi chúng ta thu âm thì chúng ta thường thường thu âm với microphone định hướng. Và nếu microphone định hướng không cho kết quả tốt, bạn hãy sử dụng microphone Ritbon hình số 8 hoặc là microphone Omni Lý do đằng sau việc chúng ta sẽ trao microphone ngược ở phía trên phát từ việc chúng ta sử dụng microphone tube. Thì trong microphone tube nó sẽ có một cái bóng đèn và nhiệt độ bốc ra từ cái bóng đèn này sẽ làm tăng nhiệt độ theo thời gian khi chúng ta thu âm. Và điều này khiến cho thay đổi chất lượng âm thanh của microphone. Chính vì không muốn các cái màng ngăn tức là màng thu âm của chúng ta bị chịu tác động bởi nhiệt độ. Chính vì thế việc uh, quay ngược cái microphone lên để khiến cho nhiệt độ nó thoát ra ở phần đuôi chứ không phát ra ở phần đầu của microphone khiến cho màng ngăn của chúng ta sẽ không bị suy giảm. Một điều tốt nữa khi chúng ta quay ngược microphone ở phía trên đó chính là nó tránh được những đường thở và khuyến khích giọng hát của bạn. Uh, tràn đầy sức đặt microphone ở phía trên bắt buộc người hát sẽ phải hơi dướn một chút lúc này thì chúng ta sẽ hít thở sâu hơn giọng hát sẽ tốt hơn và bắt đầu có nhiều cảm xúc hơn chính vì thế bạn có thể đặt microphone ở cách trên cằm khoảng tầm góc 15 độ để khiến cho âm thanh trở lên tốt nhất ngoài ra khi bạn đặt microphone ở phía trên và phía cao như thế thì dễ dàng cho người hát có thể dễ dàng cúi xuống và đọc các cái lời bài hát một cách dễ dàng nhất ở trên các giá nhạc khi thu âm với microphone thì bạn có thể sử dụng các preamp hoặc là sử dụng thêm compressor với uh, attack tốc độ cao, relay chậm và đó là cái khởi đầu tốt để chúng ta có thể thu âm âm thanh tốt. Bạn hãy duy trì mức đầu ra ở khoảng là trừ 10 đến trừ 12 dB. Đó là những lưu ý để các bạn có thể thu âm với một giọng hát. Vậy thì cách bố trí mic để chúng ta thu âm với giọng hát thế nào? Cách phổ thông truyền thống đó chính là cách đồng trục, tức là hướng microphone vuông góc vào miệng, cách miệng khoảng tầm 4 inch nó có thể cho một cái lợi thế đó chính là âm thanh gần gũi này khớp nối được các cái nốt nhạc một cách thuần thục à, khi di chuyển âm thanh ra phía trước thì âm thanh nó sẽ ấm áp và có độ dày hơn tuy nhiên là nó cũng sẽ có một số các nhược điểm ví dụ như là dễ xuất hiện những tiếng DSR những tiếng bật boss thậm chí nó khiến cho âm thanh thiếu chiều sâu bởi vì nó sẽ quá trực diện và nó không thu âm âm thanh phòng Hay thứ hai là đặt microphone ở phía trên miệng đặt microphone ngang với tầm mũi của ca các cá sĩ cách khoảng tầm từ 4 đến 12 inch 4 đến 12 inch, điều này sẽ hạn chế được những tiếng đập từ miệng tức là chúng ta sẽ không thổi vào microphone nữa. Uh, và nếu xuất hiện những, thêm những tiếng bật này thì bạn hãy xoay microphone một chút Có thể là check khoảng tầm góc 45 độ thì là tốt nhất Ngoài việc đặt ở vị trí phía trên thì bạn có thể đặt ở vị trí phía dưới cằm Cũng cách miệng ca sĩ khoảng tầm từ 4-12 inch Sau đó hướng microphone lên phía miệng uh, Sau đó hướng microphone lên phía miệng Việc đặt microphone ở phía dưới nghe âm thanh có vẻ mỏng hơn Nhưng bạn sẽ nhưng bạn sẽ kiếm được những âm thanh đến từ khoang ngực Tất nhiên bạn cũng sẽ kiếm được nhiều tiếng ồn hơn để thu âm được âm thanh nổi thì bạn có thể sử dụng hai microphone condenser đặt ở vị trí trước người hát cách độ cao khoảng tầm ngang vai và cách người hát khoảng tầm từ 2 đến 3 feet. Thông thường ca sĩ sẽ khá lúng túng với phương pháp này. Chính vì thế bạn sẽ sử dụng một microphone khác mang tính chất mồi nhử đặt ở phía trước ca sĩ và microphone này không thu âm để khiến cho ca sĩ trở nên tự nhiên nhất. Nhiều ca sĩ thì có thói quen là dí sát miệng vào microphone và lúc nào microphone cũng phải chạm môi. Chính vì thế bạn hãy sử dụng một microphone làm mồi nhử và bạn hãy để ca sĩ người ta dí môi vào cái microphone đấy và bạn sẽ sử dụng một microphone khác thu âm. Điều đó sẽ giúp cho âm thanh của bạn tốt nhất. Nhiều ca ca sĩ sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi có microphone cầm ở trên tay Vì thế bạn hãy cung cấp cho họ một microphone SM58 Điều này sẽ giúp cảm giác thoải mái và tốt hơn Thì đó là những cách các bạn có thể thu âm với một giọng hát Hẹn các bạn ở clip lần sau, xin cảm ơn các bạn